Thầy chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng đến với tiết nhạc 22, ôn tập bài hát Cùng Múa Hát Dưới Trăng, nhạc và lời Hoàng Lân, và giới thiệu khuôn nhạc khóa son. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài học hôm nay. Bây giờ các bạn, chúng ta sẽ nhìn lời bài hát, chúng ta sẽ nghe thầy hát mẫu, và đồng thời các bạn chúng ta sẽ nghe đi nghe lại để chúng ta cùng thuộc được bài hát này và cũng như chỉnh được những cái chỗ mà các bạn hát sai nha. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta nghe nhạc. Mặt trăng tròn nhô lên tỏa sáng xanh khu rừng, họ mẹ và thỏ con nắm tay cùng vui mua, cừu nai sóc đến xem xin mời vào nhảy cùng, la 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 cùng múa hát dưới trăng, la 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 cùng múa hát dưới trăng. Mặt trăng tròn nhô lên tỏa sáng xanh khu rừng, thỏ mẹ và thỏ con nắm tay cùng vui mua, cừu nai sóc đến xem xin mời vào nhảy cùng, la 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 cùng múa hát dưới trăng, la 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 cùng múa hát dưới trăng. Mặt trăng tròn nhô lên tỏa sáng xanh khu rừng, thỏ mẹ và thỏ con nắm tay cùng vui mua, cừu nai sóc đến xem xin mời vào nhảy cùng, la 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 cùng múa hát dưới trăng, la 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 cùng múa hát dưới trăng. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo trong bài học hôm nay. Đầu tiên, thầy sẽ giới thiệu với các bạn về khuôn nhạc. Khuôn nhạc của chúng ta được cấu tạo gồm có 5 đường kẻ song song và cách đều nhau, ha, người ta gọi là 5 dòng. Và ở giữa các dòng đó thì chúng ta sẽ thấy là có 4 khe, thì người ta sẽ gọi là trên khuôn nhạc có 5 dòng nhạc và 4 khe nhạc. Và thứ tự của các dòng và các khe thì các bạn nhìn trên màn hình, các bạn thấy là 1, 2, 3, 4, 5 từ dưới lên, ha. Và khe cũng vậy, 1, 2, 3, 4, 4 khe từ dưới lên các bạn nha. Và nội dung tiếp theo đó là dòng kẻ phụ, dòng và khe phụ. Chúng ta sẽ có dòng và khe phụ trên, dòng và khe phụ dưới. Thì các bạn có thể hình dung như thế này, càng lên cao thì nốt nhạc sẽ càng cao, đúng không nào? Thì những dòng và khe phụ ở trên sẽ dùng để sử dụng cho những nốt nhạc cao, và dòng khe phụ dưới sẽ dùng cho những nốt nhạc thấp hơn. Nói như thế thì các bạn dễ hình dung các bạn ha. Và tiếp theo thầy sẽ giới thiệu với các bạn về khóa son. Đây là hình dạng của khóa son. Khóa son sẽ được đặt đầu ở khuôn nhạc, ha các bạn ha. Khóa son sẽ luôn luôn đặt đầu ở các khuôn nhạc. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhìn cấu tạo của khóa son. Khóa son của chúng ta sẽ bắt đầu từ dòng thứ hai. Cái bài này thì khi nào
trên lớp thầy sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Bây giờ các bạn chúng ta có thể dùng một cái tờ giấy nháp để các bạn chúng ta có thể tập vẽ cái khóa son này giúp thầy nha. Rồi các bạn cứ nhìn theo cái hình mẫu này, chúng ta sẽ kẻ ra 5 đường kẻ song song và cách đều nhau. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ vẽ khóa son. Rồi các bạn thực hành nhé. Chúc các bạn học thật vui.